Quyết chí cùng nàng nên duyên, bỏ lúc vì nàng thâu đêm, rồi nói với cùng mẹ cha anh sẽ tới hỏi nàng cho anh, cùng nhau chung sống trong mộng thắm, cùng nhau chung sống bao ngày xanh. Làm vợ cho câu ngoan, làm sao cho xứng đôi vừa lứa, đôi vừa đôi. Nàng nàng ơi, anh đã mơ rằng đám cưới vợ chồng đôi ta khắp xóm cùng làng ra xem, người ta xem đúng tôi nói rằng đám cưới thật là to ghê, đám cưới thật là sinh đôi, người ta cầu chúc chú rể mới cùng cô dâu sống đến bạc đầu.
trên non ơ vẫn đi. Thương nhau thì mâm bánh cuồng câu cũng nên gì. Biết nhau lúc gặp bên xin giữ gìn phong hóa nước nhà, tiến lễ và hành lễ. Chúng tôi giữ đúng ngày này, tháng này, năm này. Và chúng tôi đến đây, họ đàn gái, tiến lễ cầu kiến. Kính thưa quý tộc, họ đàn gái, họ đàn trai chúng tôi. Khi tiến lễ, chúng tôi có trình với của quyền thất tổ. Trong đó có phẩm vật, rượu trà, bánh và hoa quả để cúng của quyền thất tổ. Cho cháu nó là cái lễ cầu kiến tại gia đình họ đàn gái. Kính thưa quý tộc. Kính trình với quý tộc, theo cái vấn đề quý tộc họ đàn gái là họ đàn trai chúng tôi nhìn cái lễ là khai năng và thượng năng mấy kỳ lượng, nhưng ở đây thì cái tuổi của hai cháu thử ra chúng tôi trình lễ chúc đăng và chúng tôi là không là chúc đăng. Bây giờ trình cái lễ mấy kỳ lượng thử là cháu phải làm lễ Phật, lễ của mình tổ để cho họ có kiện để họ. Bây giờ tới bên họ đàn gái, tôi cũng xin giới thiệu qua họ đàn gái. Bây giờ giới thiệu ông nội, ông ngoại và chú bác, ông vợ, cô dì đến đây cho cháu nó biết là gia đình mình vợ để kính thưa cậu năm. Ông nội với ông ngoại uống miếng rượu cho cháu nó biết. Ông nội, ông ngoại, rồi cô bác, cậu mợ, cô dì, chú thím, cậu năm uống miếng rượu rồi chú giải bộ bưng cái khai nó qua là bên mấy bàn luôn. Chính vậy được rồi. Chú giải bộ bưng cái khai dùng rượu đó qua bên mấy bàn. Họ đàn gái, tôi đại diện cho năm nữ chủ hôn họ đàn trai. Trình qua cái lễ cháu để cho nó biết với bà bà nội bà ngoại thân tộc của họ bên vợ thì kính bà ngoại, bà ngoại rồi uống miếng rượu cho cháu để cho nó biết bà ngoại và bà sáu
sáu mà đưa cho bà nội uống với bà sáu cháu nhường chị tôi chứ uống rồi đó là bà cháu uống đi lên đâu quay phim mà cháu đừng uống ít là đừng uống nhiều quá xỉn đi ít ít đâu đừng uống nhiều xỉn mà kính thưa quý tộc họ đàn gái, lễ làm lễ họ đã xong, bây giờ tôi xin trình qua cái lễ làm xong cho cháu dâu nó ra nó làm mặt bà con thân công với họ đàn trai và họ đàn gái. Cái mời ông nội với ông ngoại uống miếng rượu đây cháu dâu nó ra. Và kế đó tôi cũng trình luôn một cái lễ thỉnh họ và cái lễ kiếp. Đây là con kế là ông ngoại, ông sáu và bác năm, ông tám và bác hai. À, bên đây đó là bác bảy, à, là Dương Út. Đây là cả vợ. Và bên họ rằng gái chúng tôi thì báo cho chúng tôi biết đó là bà Tư, đây bà ngoại, đây là bà Út, hai cho nội cái đàn trai, đây là mẹ vợ, và đây là cô, bây giờ là con, đây là thiếp thiếu sáu, mới nói coi, cùng với lễ thỉnh họ và cái lễ kiếu. Và đồng thời đó là họ rằng gái chúng tôi chấp thuận cho con dâu nó về dưới trần rễ trước để làm cái lễ kiếp cẩn tại nhà đình trước, thì họ rằng gái chúng tôi đến đến sau, chứ tôi không có để cô dâu là đi bên họ rằng gái đâu. Để cho rước dâu luôn mấy không? Dạ, là rước dâu ta làm cái lễ cho bên họ tộc người ta mà, thành ra cho rước dâu, chứ không có để cô dâu làm. Thì nói đi. Trông buồn cười.
ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi chuyện chúng mình đã tính sao chưa. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình cùng tính đi thôi. Ngày vui chầu cau ly rượu mừng đôi gái trai.
Kính thưa lớn trọng, tôi xin trình cái lễ nhập cẩn tại gia đình hai cháu đã làm lễ của quyền thất tổ. Hai cháu là để vô làm lễ quyền. Hôm nay là buổi lễ là rước dâu cưới vợ cho con, rước dâu về gia đình để làm lễ của quyền thất tổ, thắp nhang lên. Trong nắng hồng tươi, anh thấy em cười, ta đã yêu nhau lâu rồi. Rõ ràng hôm nay ngày cưới, ước mong đã đến đây. Người mong đã trao tay, sẽ cùng nhau từ đây vui buồn hoài bên nhau. Thế cô quyền thất tổ và làm lễ họ đã xong. Giờ kính mời ông, bà, cô, bác bên họ đằng trai đó đến đây là uống miếng rượu cho cháu nó làm một cái lễ ra mắt. Vậy ai là ông bà của cháu? Mời bà hỏi gì nữa. Ở đây ai là ông bà của cháu? Không có. Giờ kính mời bác. Ở trong đó là cô bác, mà trong đó là có bác Suya nữa. Nếu Suya với ông anh này là cãi như bác, thì trong đó là uống miếng rượu cho cháu nó. Cầu chúc hai vị đạo uống em nãy giờ. Ai ngày vui của hai cháu, giờ bác cái gì cũng không qua ngọn để thành cái cây trắng. Uống gì uống rượu hả? Cậu ba uống cái chút rượu đi. Hồi nãy cho cô ba dùng trước, đâu cô ba ngầu đâu. Chị Thắm đó vậy? Năm kia rồi. Ủa, cô ba đâu vậy? Không quên nữa, không quên chị Thắm đâu. Phải nhớ. Không dám bỏ sống mình Nam đâu. Dễ giờ cô ba cô năm cháu nó lại ha. Dạ, mừng cho hai cháu, chúc sống được 100 năm hạnh phúc. Dạ, vậy cho hai cháu sáng hai sáng, ngay 2 giờ rưỡi. Sáng 2 giờ rưỡi. Chú rể và vợ phụ. Anh Xuôi và chị Xuôi, tức là được sự đồng ý, chấp thuận cưới con dâu về làm nối dòng nối họ, họ tộc gia đình. Thì do nơi cái sự hợp nhãn hợp chỉ của hai cháu và về trình với cha mẹ, đó là nam nữ chú hôn họ đằng trai, nam nữ chú hôn họ đằng gái đồng ý tác hôn và đưa cuộc hôn nhân này lên 100 năm hạnh phúc. Thì đây tôi giới thiệu anh chị Xuôi trai, anh chị Xuôi gái, tức là hai nhà cùng đi chung một lối, tức là Xuôi đó là một lối, hai gia đình cùng đi chung một lối, đưa cuộc tương duyên này đến muôn đời. Thì đây hai cháu đến là dâng rượu cho cha mẹ, đôi bên tức là cháu trai dâng cho ông và vợ, cháu gái dâng cho ông và chồng. Để mà ví dụ là bưng kêu bưng bây giờ quá không biết bưng lại. Uống nước nhớ nguồn.
Cái gì á? Cái gì vậy? 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 Cái phần hai cháu nó làm lễ cha mẹ đã xong. Bây giờ tôi kính mời anh chị của cháu, tức là bên nội ngoại luôn đấy, đến đây để uống miếng rượu để mừng cho hai cháu, hai em mình. Kính mời, ai là anh chị của hai cháu? Hai đó. Mẹ vui. Em. Nó kia. Nó làm nó vô. Nó qua đó. Nó qua. Hai chị gì ra luôn. Mình rồi ra luôn. Hai ba chị là gì đó. Hai ba chị. Qua cho được ha. Cho gì em nói nha. Để cái gì. 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 Vậy là cho khi chấm dứt buổi lễ thì cũng thưa với quý tộc để tôi thỉnh hai cháu, tức là đứng ngang với nhau, bà xá mặt của mình thích tổ, tức là chồng xá vợ một xá, vợ xá chồng một xá, đó là thay cho lời thề nguyện trọn đời bên nhau hạnh phúc. Hai cháu đứng ngang ngang nhau chứ sao được. Tức là vợ xá chồng xá vợ, thay cho lời thề nguyện trọn đời bên nhau hạnh phúc. Và xá ở đây khiếu xá của quyền thất tổ bốn xá rồi xây ra ngoài luôn rồi. Bây giờ và cái đó là hai cháu nhận cái mầm tương lai, tức là hạnh phúc thì xu trai xu gái lo cho con. Bây giờ ông bà cô bác nội ngoại đến đây mừng ngày vui của hai con thì cái thai này gọi là thai tương lai. Ở trong này có một số quà biếu gì đó của ông bà cô bác gọi là tương lai. Hai con có quyền bưng cái thai này vào trong là xong rồi. Sạp pháo rơi đầy đường quê tôi, trai gái vui trong lòng cất chúc mừng đôi tình nhớ bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Hồi kia thăm mãi bên giàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu, nhịp cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nào. Đám cưới về trên thành phố, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên ngõ hàng. Chợ thanh thang
trên con đường nắng đổ chan chan, gió mát theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thân là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ. Lê Tơ Hồng.
khóc hôi, em hân hoan em bối rối, vui lên em dấu yêu đời lứ đôi. Như bông hoa ban mai xinh tươi đang vươn cao dưới ánh mặt trời. Cô bác ta cùng dài khác cứu mình xuân sang.
Thank you.
quay luôn khỏi chỉ có chuyện luôn. Nó đi. Thôi đứng gần bên nó luôn. Đứng gần đó để cứ rồi đi. Anh lăn mà đỡ đi để đặt đợi mà. Đợi quay lại. Đại diện nói vài tiếng không có gì đâu. Niềm vui niềm tình yêu ta.
Rồi cho chúng ta đây. Trên nét môi em
đây đó. Rồi một hôm nắng lên, chợt thấy tình yêu sao bóng bềnh. Tình chuyện tình thật là mong manh. Người yêu ơi, chỉ là giây phút. Hãy cùng tôi kết đôi đời cho đẹp bao ý thơ. Hãy cùng tôi kết đôi đời cho đẹp bao ý thơ. Bender.
yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ướp trong lòng hoài. Vamos ver.